Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines ngày 3 tháng 4 đưa ra tuyên bố ngang ngược rằng đã ba đầu trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam nằm trong cái gọi là chuỗi đảo thuộc Trung Quốc sau khi điều hàng trăm tàu dân binh tới đây. Trung Quốc gọi đá ba đầu là Ngưu Ách Tiểu và quần đảo Trường Sa là Nam Sa. Ngưu Ách Tiểu là một phần thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc. Vùng biển xung quanh Ngưu Ách Tiểu là ngư trường truyền thống đối với ngư dân Trung Quốc trong nhiều năm, Đại sứ quán Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố, theo đài ABS-CBN News. Trước đó, lực lượng tuần duyên Philippines hôm 21 tháng 3 cho biết khoảng 220 tàu dân binh Trung Quốc bị phát hiện ngang nhiên dàn hàng gần đá ba đầu tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng hôm 25 tháng 3 khẳng định đây là hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Nhiều nước trong khu vực và trên thế giới cũng bày tỏ quan ngại về hành động này của Trung Quốc. Ngày 31 tháng 3, nhóm công tác đặc biệt Philippines phụ trách vấn đề Biển Đông dẫn lại thông tin tình báo thu thập được sau các chuyến tuần tra cho biết 44 tàu Trung Quốc vẫn đang ở gần đá ba đầu và khoảng 200 chiếc khác tản ra quanh các khu vực khác ở quần đảo Trường Sa, bao gồm những bãi đá bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp và bồi đắp thành đảo nhân tạo, cùng với sự hiện diện của 4 tàu hải quân Trung Quốc. Like và follow để theo dõi tin nóng hàng ngày.